Quý khán giả thân mến, đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của Nam Bộ. Những câu hát này dường như đã thấm vào mỗi con người miền Tây, bởi từ nhỏ thì hầu như ai cũng được nghe ông bà cha mẹ mình ngân nga rồi. Chính vì thế mà những giai điệu ngũ cung này đã trở nên rất là thân thuộc với người miền Tây mình. Nhằm giữ lửa cho bộ môn nghệ thuật này thì nhiều câu lạc bộ đờn ca tài tử tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn miệt mài hoạt động, tiếp thêm nhiệt huyết cho thế hệ trẻ với những điệu lý câu hò. Tại thành phố Cần Thơ có một câu lạc bộ đã tồn tại gần 20 năm, thu hút mọi độ tuổi cùng tham gia như thế. Gia đình con là có bác Tư nè, bác Bảy, với bác Sáu rồi là biết đờn. Cha con cũng học đờn rồi thành ra con mới nói tiếp theo gia đình con. Trong các ơ đờn thì con thích nhất là cây đờn gáo và cây đờn cò. Con thì con ước mơ là cứ giữ cái nghề này hoài luôn. Bé Huỳnh Trọng Phúc năm nay 9 tuổi. Dù mới chỉ học đàn có 3 năm, nhưng em có thể đàn được đến 7 loại nhạc cụ. Trong đó có nhiều loại được xem là khó học như đàn kìm, đàn cò, đàn tranh hay đàn sến. Người trực tiếp chỉ dạy Phúc những điệu đờn này chính là cha của em. Với mình thì nói chung cái nghề mà tài tử này á thì nó đã ăn sâu trong máu mình, cái niềm đam mê. Nhưng mà con của mình thì nó cũng đi theo cái hướng và cái đường lối của mình. Cái điều đó thì mình rất mừng. Đam mê và gắn bó với nghề, đó là điểm chung của những thành viên câu lạc bộ đờn ca tài tử ba thế hệ Phương Lộc Tuyền. Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, các thành viên với đủ mọi lứa tuổi họp mặt với nhau để cùng cất lên những câu vọng cổ và để cùng truyền dạy cho thế hệ sau những nét đẹp của bộ môn nghệ thuật này. Không hơn ai nhưng mà có hơn người, mọi người là có cái chỗ tình thương mến thương. Trong anh em rất là đùm bọc lẫn nhau trong cái đội đờn ca tài tử của phường. Mong muốn làm sao để giữ cái lửa đam mê này hoài, để cho thế hệ sau mình lưu truyền lại, là mình dạy cho cháu nó, cho đừng bỏ mai một. Vì hiện nay là ai cũng thích chân, tới già mà tới 90 mấy tuổi còn thích. Đờn ca tài tử là tinh hoa của nghệ thuật dân tộc, gắn bó với đời sống của người dân Nam Bộ từ những ngày đầu mở đất. Những câu lạc bộ như thế này đã và đang góp phần lan tỏa niềm đam mê và giữ lửa cho loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc miền Tây này, để những điệu đờn câu ca ngọt ngào mãi vang xa.